giờ phải tâm tư cho gia đình giáo dục. Đây cho nhà trường cũng cũng qua ý kiến cha mẹ từ với cả em có bằng công an đi rồi. Khi khi đối với người đang xa đây người này sao không biết phúc ơi. Cha không có không ở đây nhiều khi nào cháu công an đây. Đây con. Đây cả đây. Nếu công an đây bạn em đến trường đây. Đây cái tâm tư cha mẹ gửi có trong trường. Giáo dục nơi ngôi trường đầu tiên giáo dục con em. Mà cho nhà trường đưa cả em phụ cổ tuổi thơ của trẻ em. Nếu công an đây điều tra công an đây bí mật điều tra. Quá cha, quá cha mẹ, quá hết tất cả mọi người, quá những người lãnh đạo trên thứ hỏi đó không phải là củng cố tâm tư để em tin theo gì? Cái thứ nhất mà vì lý do gì mà ra? Vì lý do cô có ta gây ra những trò cách thay thế nó, cô có ta gây ra, là cô có ta gây ra hiện tại cho dân. Thì cho dân những ai lãnh đạo đưa ngồi phải giải quyết, phải xây dựng, phải tính toán lo cho dân. Đây chứ không lo được cho dân, cho cha mẹ đâu. Củng cố và tuổi thơ cả em là khi hỏi công lý mà quyền lợi của người công dân là mô. Chưa có đồng chân, cũng hỏi thật đơn. Những người đánh đó có mặt, người có công an, mặc đồ đồng phục. Những người không công an, không mặc đồ đồng phục, đeo bằng đăng. Á, chứng kiến hỏi đó là không phải công an đâu. Đây là một tối thư công dân kiến tất cả mọi người. Công an. Xa nữa cơ.
Thank you.
ra đó chị đấy. Mà trả lời cái chi cả uống chiều tập lên đây mình cái chi sẽ trả lời cái chi mời cái chi chiều tập vì lý do gì cả uống chiều tập lên mà con nói là trả lời cái chi bây giờ có hỏi chi không trả lời vừa đi chiều tập vừa mai chiều tập ý kiến chi? Ý kiến chi? Không ăn thịt mua đường, xả thải đã cùng ăn thịt mua đường. Không ăn thịt mua đường, xả thải. Mời ba ba lên thì để mời ba ba lên để mời giải cứu cho ba ba đi con mỏi chứ. Ta dẫn nó, ta dẫn lên nó. Ba ba, 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 ba
mà về đây cái loại xa cũng gần xa xa vẫn được đúng mà chúng ta chưa lấy cha đi lên một phải một hai ba bốn dân ta làm lên được của ba ba bằng ba luôn rồi dân qua cái chuyện đó phải trả 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 thế con ba có phải đứng ngồi ngoài mà không có nồi dùng cho ba con lên đấy thì chắc chắn là tới thì nắng ở bên cạnh ở thôn Nam Ha có một cái đám của một người là mới mất cho nên là nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề gia đình riêng tư của cái gia đình cho nên mong ba con phải thông cảm con bây giờ ba con một bảo kiến đi đây con thì mời ba con là vào tại hồ đô của gia đình cả để chúng ta có thể trao đổi với nhau cái bảo báo có như thế. À đấy mày tôi có yên chi, kiên chi, cả con sơ tóc lên cho mày tôi có yên chi, kiên chi. Đã chưa tóc dân lên 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 lên, ý kiến chi đó. Nó cũng lại bộ luôn. Đến ta không có quỹ ban nếu có kiến nghị đây cần gì thì mời ba con vào tại hội trường của ban xã để chúng ta có thể trao đổi với nhau hội trường trưởng đủ thôi nếu không có vấn đề gì thì mời ba con về bởi vì xã hôm nay là ủy ban xã không mời ba con lên đây dậy em ơi dậy nó đi dậy dậy cho tất đây dậy dậy cho tất đây đưa giấy cho tấm lại đây, đưa giấy cho tấm lại đây, đưa giấy cho tấm lại đây. Đưa giấy cho tấm lại đây. Đấy là dây 1. Dây áp chạy dây 1. Dây áp chạy dây 1 này, dây 2 này. Dây 3 này, bỏ ra cái đó. Đưa cho mưa người lại chứ. Dây 3 không? Đấy à? Đấy, cấm 3 đấy à? Dây 3 đây, dây 3 đây này. Dây 3 đọc này. Mấy giờ họ đưa chuẩn mấy giờ? Sao? Lên áp chạy quá chứ anh, chỉ 6 giờ tôi. Đi can.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thì hắn đi con nhỏ tuổi về về đề nghị là các bác các anh các chị đến khuyên bảo các em về cái trời nắng của con các em. Không có nồi không mới làm việc, cho nên đây cái bà con đã có vấn đề gì khúc mắc có những cái chuyện gì đây thôi thì mời bà con là bà hội đưa để chúng ta là cùng nhau chia sẻ. Cho con nếu bà con không có cái gì đây thôi thì có tôi cũng đánh đông thứ hai nữa là ở thôn năm á chưa thấy có một cả má. Tương lai là của trẻ. Tương lai là của trẻ. Bạn đánh cảnh được các em chứ không bỏ bán cho nên kéo này. Có là cái đèn của con. Đó là cái đèn của nó. Đó là cái đèn của nó. Một đứa con này đã phải chạm cho con. Một hai này đã phải chạm cho con. Có trá cho con trẻ, có mê cho con. Sao không có một cái thang mà chú à. Thank you.
Hãy
Để chị mất tao luôn. Để chị mất tao luôn.
có đúng không? Có ăn thì cha, có ăn thì ăn, có ăn thì ăn kia. Nhiều hết không? Cha đây, cái này cầm được không? Cái này cầm được không? Hai, ba, thôi, tiêu tâm, trả chi tiêu tâm đi đâu? Cái gì nhất là cái gì đó? Bỏ tiền ra, 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 bỏ tiền
Mà như vậy tôi đến ạ. Thì quân là có
cái cây của các bạn. Đó là đảng phong hoa cho nó, đó là cải trắng đó, đôi cái bạn không trắng nữa là cải trắng, bạn không ăn cải trắng chất thương à? Rõ ra cái đó đó nè. Quân hảo đến ba ăn cố đô. Cải trắng cố đô, đó là thuộc về cố đô chứ không phải là không lên à? Không bán đâu, không bao giờ cho ai đi. Lật cỡ lên, không phải lật lá cho, lật lá mà lật lá mà lật lá cố đô. Không ăn cái cải trắng cố đô nữa là. Đó, tí chương trình đó là xa, xa không ra. Thế bỏ xa. Đi, có nội này nữa. Có em học sinh nhất cho tôi. Dân chim mà đưa sát cả. Nên bố chưa kêu học sinh. Chưa học sinh đưa tôi gửi con em đến trường. Gửi đến cả nhân dân giáo dục. Để giáo dục con em của tôi. Gửi đến tập tư của cha mẹ. Gửi giáo dục cho con cái. Bố đây là bố phải giả. Khi nuôi là chúng tôi sẽ có trường khai giảng. Nhưng các bạn học sinh ba này. Ba này nói là con quá xa. Mình nghĩ nhiều phương. Nhìn không ương, nhìn nhiều phương. Nhiều phương là đưa lên xa. Tạo một đứa đường. Nhìn đứa sông xa. Tạo một đứa đường thôn. Chắc là hay đừng sụt quá như xảo. Thật là quá xảo. Nó cũng xảy. Mà chứ không tìm hết được. Đó nên là xa phải lưu ý. Đó cho con người mà. Đó nên là xa phải lưu ý. Người xuôi xuôi lạc là đóng quân hạ sinh lạc và xuôi xuôi. Nó nói nữa đâu, thôi hết nha. Thế thấy coi ý kiến này. Có cái hạ đó đây nè. Nhân là hạ thì nè đó. Thế chú cô thì nó còn mang ra bên nè. Nhưng ai mà đứa không có cá nghe đây. Đông đông dân. Thế chiều tao đi nè nè. Hôm nay tôi đi đâu hỏi bên lên. Tôi phải bán nghề đi mà đồ. Đồ cho nó đông dân cảm thú nhất là. Đông đông bò lắm, hãy là nắm. Hãy là đông đông dân. Chỉ đi ra nắm. Tôi chỉ không biết tôi với em. Cho tao để hỏi có thử bán đi của tôi chứ. Tao đâu có lại đi đồ đâu có chịu thôi. Đâu đâu cái này cái đi thôi. Đi đâu không? Đi người đâu có làm đi. Cũng hỏi quá thì dân đâu. Nó dân. Không tưởng lại nói ra. Cái sự cố phố Cô Xá xảy ra này, khi cái vấn đề này á, là chính phủ cũng đã trả cho cả bộ ngành điều tập cái công ty công nghiệp phố Cô Xá. Đừng nghe, giải thích cái chỗ nào ba con đòi hỏi đi nếu bác xã chúng ta đi còn đi những cái công ty những cái chỗ nào chưa bảo đảm thì tôi sẽ là tiếp tục là chủ để đề xuất vấn đề thứ ba cái liên quan đến cái vấn đề gây rối an ninh trật tự và cái chế bộ quản tiêu giá điều tập và gây rối ban lãnh đạo gây rối ban lãnh đạo cái vấn đề đấy là cái đổi mai, đi nữa là cái đổi mai. Cả cái bộ phận cảnh sát điều tra cùng với những người hỏi về chú những hỏi cô thì tôi cũng phải lên làm việc. Thì như thế là cũng có vấn đề gì cả để làm việc với cơ quan điều tra. Thì đó là những cái ở bên dưới điều gặp tôi thì tôi sẽ làm việc. Mà đang như sao? Đang chém chân đang đứng ba mà là sao cũng gây lại. Gây lại cho cô ba. Là cùng phối hợp cả cái có vấn đề gì mà có tất cả. Con xả là xả có mỗi là đúng nào. Ta không phải lấy giấy ra quá trà, mai trà lại trà hơn. Cứ gì giấy ra.
người của công an, năm công an, những người không công an, không mang đồng phục đeo khẩu trang. Á, chứng kiến rồi, đó là bức ảnh công an. Đây là một tấm gương chân thiện tất cả mọi người. Đây thì bà này. Okay. Ai phải đó là đeo khẩu trang không phải công an đó. Mà mình kiệt quá. Vừa rồi sau khi có cái liên quan thì đây là cái công phải công an đúng không? Tất nhiên đối với các em học sinh thì cũng nhận được người ở trên này. Cho nên là khi mà công an là nhân thức được là phạt em. Đi giải
Bà bảo với bác hỏi, bà hỏi đây. Công an thị xã Kỳ Anh.
thì còn không báo cho những cái đối tượng có liên quan. Chứ không mời các đối tượng đây làm việc. Và ủy ban xã cũng không mời bà con lên để tụ tập đông người. Cho nên không có vấn đề gì. Không có kiến nghị gì. Mời bà con ra ở đây.
Đi nha. Nhưng dù tại em một vốn trốn đứng cho nắng ai vậy. Đi nha. Ba con không vào ạ. Thì cùng đề nghị ba con đến đã giải tán đến đúng đến tổng thống tài ủy ban như thế này. Mà trả lời cái gì? Cả ông kêu tập lên đây mình cái gì? Chắc trả lời cái gì? Mời vào hội trường đấy có. Mời cái gì? Kêu tập vì lý do gì? Cả ông kêu tập lên mà con nói là trả lời cái gì? Bây giờ có hỏi gì không trả lời? Vừa đi kêu tập vừa mai kêu tập. Ý kiến chi? Ý kiến chi? Không ăn thịt mua đường, xả thả cho cùng ăn thịt mua đường. Không ăn thịt mua đường, xả thả. Mời ba ba lên hả? Mời ba ba đi lên, chứ để mời ba ba lên để mời giải cứu cho ba ba đi con mỏi chứ. Ta dẫn nó, ta dẫn lên nó. Ba ba lên con khỏi kiếm chứ, ba ba lên con kiếm chứ. Ba ba lên, ba ba lên, ba ba lên, xả mưa lên. Nhi lên, lên để mà xử ba ba lên. Ý kiến gì đấy? Mời ba ba sao mất chứ cả đây, ba ba đi cùng mất chứ xa cả đi. Ba ba đi, 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 ba ba mà kia đấy cái loại sao nó đúng mà chúng ta chưa lấy cha ta đi lên 1, 2, 3, 4 cùng giấy ta nói là chứ nè sao dân ta làm lên được hỏi má ba bánh ba lúc đấy dân con thì chả nhớ thế là dẹp rồi hiện nay thì ba có là tập trung lên đây có những cái kiến nghị đề xuất gì xin mời tất cả bà con vào ở khu vực hội trường để chúng ta có thể là trao đổi. Thế còn ba con phải đứng ở ngoài mà không có nội dung của ba con lên đấy thì chắc chắn là tới thì nắng ở bên cạnh ở thôn Nam Hà có một cái đám của một người mới mất cho nên là nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề gia đình riêng tư của cái gia đình, cho nên mong ba con phải thông cảm. Còn bây giờ ba con một quả kiến nghị đề xuất thì mời ba con vào tại hội trường của gia đình xã để chúng ta có thể trao đổi với nhau. Thế bà báo có như thế. À đấy, mày tôi có yên chi, kiến chi, cả ông chưa tâm lên cho mày tôi có yên chi, kiến chi. Đã kêu tập dân lên 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 lên, ý kiến chi đó. Tôi ôm lại bộ đó. Không phải là tất cả mọi người, 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 tất cả m
Xin thông báo với ba con, hiện nay ba con đã đến tại khu vực ủy ban. Nếu có kiến nghị đề xuất gì, xin mời ba con vào tại hội trường ủy ban xã để chúng ta có thể trao đổi với nhau. Hội trường trưởng đủ hai. Còn nếu không có vấn đề gì, xin mời ba con về. Bởi vì sáng hôm nay là ủy ban xã không mời ba con lên đây. Dậy em ơi, dậy cho tất đây, dậy cho tất đây. Đưa giấy cho tấm lại đây. Đấy là dây 1. Dây 1 này, dây 2 này, tiêu tập tiến. Dây 3 này, bỏ ra cái đó. Đưa cho mưa người đánh nhé. Dây 3 không? Đấy à? Cấm 3 đấy à? Dây 3 này. Mấy giờ họ đưa chuẩn mấy giờ? Lên nhạc dài quá chứ anh. Đấy bây giờ phải tâm tư cho nhà trường giáo dục. Đây cho nhà trường cũng qua ý kiến nhà mẹ. Từ tôi cả em có bằng công an với hồi. Khi khi đủ như người này đáng xa đây. Người này sao không biết cũng ơi. Là không có thông khỏi đây nhiều khi nào giáo công an. Đây con, kiểm tra đây, kiểm tra đây. Đưa công an cho các em điểm trường. Bên cái tâm tư cha mẹ gửi có trong trường. Giáo dục nơi ngôi trường đầu tiên giáo dục con em. Mà cho nhà trường đưa các em phụ cổ tuổi thơ và trẻ em. Nếu không ăn bên điều tra, không ăn bên bí mật điều tra. Quá trà, quá cha mẹ, quá hết tất cả mọi người. Quá những người lãnh đạo, tên thứ hỏi. Đó không phải là củng cố tâm tư để em tin điều gì. Cái thứ nhất mà vì lý do như vậy nào. Vì lý do cô có ta gây ra. Gây ra những trò cách thay thế nào. Cô có ta gây ra. Đã cô có ta gây ra hiện tại cho dân. Vì cho dân những ai lãnh đạo đưa ngồi phải giải quyết. Phải xây dựng, phải tính toán lo cho dân. Đây chứ không lo được cho dân, cho cha mẹ. Cùng có bà tuổi thơ bà trẻ em là khi hỏi công lý em không? Quyền lời của người công dân em không? Chứ có đúng cho nên cũng hỏi thật đấy. Những người cách đó có mặt, người có công an, nhắc công an, những người không công an, công an đâu đồng phục, đeo vào đăng. Ái chứng kiến hỏi có cái phút này không ai đâu. Đơn vân 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 vân